là anh ta. Chị quen bạn trai của chị Hân à? Không quen. Chỉ là tình cờ chị thấy anh ta đang trong một mối quan hệ mập mờ với cô gái khác. Da trắng, chân dài hơn nhiều. Oh my god, chị có nhìn thấy thật không? Thật. Chị còn chụp cả ảnh mà. Đây này. Đâu? Sao nào? Ôi, xong. Đi sao? Nào, ông trả gọi đi thôi. Sao? Ở đây. Trả đây. Đây. Anh kia. Mong lịnh. Ra. Có chuyện gì đây? Sao anh lừa rồi Hân? Cái gì cơ? Tại sao anh lừa rồi Hân? Cậu nói gì tôi không hiểu. Anh ta cắm sừng em ấy. Đừng có mà hấp. Ăn nói linh tai linh tinh. Em yêu nhiều nên mở mắt à? Cái gì đây? Anh ta không xứng đáng để em yêu đâu. Anh Vinh không phải là bạn trai em. Anh ấy là anh họ của em. Bữa tiệc sinh nhật hôm nay là do anh ấy tổ chức. Thế mà anh dám gây chuyện à? Theo như tôi hiểu thì cậu đang có tình cảm với cả em họ tôi, đúng không? Nhưng theo đuổi cách này ấy, là hạ sách đấy. Theo dõi, bám đuôi, rồi chụp trộm nữa. Đấy không phải là cách của đàn ông. Em có làm thế đâu. Cái gì đây? Không phải máy của em. Trả bạn này. Hóa ra là vậy à? Có người sinh ra đã mang sẵn dòng máu thất bại ở trong người. Kể cả là ở trên sàn đấu hay là ở ngoài đời. Lại còn dính đúng sinh nhật của tôi để cắn trộm cơ á. Xin lỗi, cắn trượt rồi. Thôi em. Này, chị nói chuyện cái kiểu gì đấy? Đây có phải lỗi của chị Đông đâu. À, tôi nói nhầm một chút. Để sửa lại luôn nhá. Không phá, mà là mượn tay của người khác để phá. Thế thì còn khốn nạn hơn gấp nhiều lần. Tôi hối hận vì hôm nay đã mời cô đến đây đấy. Thôi em, hôm nay là ngày vui, bỏ qua đi. Chúc mừng sinh nhật nhá. Nào, uống đi, rồi kể cho em biết cô khuê đấy là thần thánh phương nào đi. Nào. Em gái, cho em mượn chàng trai một chút được không? Ồ, thế hai anh là... Vâng, thế hai anh tự nhiên nhá. Anh kêu. Nào, uống. Uống một ly chứ. Lý do? Có lẽ như tôi và anh cùng quan tâm tới một người phụ nữ thì phải. Ai? Nhiều phụ nữ tới mức mà không nhớ mình quan tâm ai à? Mà kể cả là thế thì liên quan gì đến cậu? Tôi nói cho anh biết, tránh xa sang ra. Không tránh. Cả cái đời này không tránh. Vậy thì được ở đây, một tay ôm em này, một tay ôm em khác. Để tôi nói cậu nghe nhá. Cảnh cáo một thằng đàn ông khác không vấn đề gì cả. Nhưng cái vấn đề cốt lõi là cảnh cáo là phải đúng người. Hiểu không? Hiểu. Được. Vậy thì bây giờ tại chỗ này tôi và anh sẽ giải quyết với nhau. Bước xuống. Tôi xin mời đây ạ nhá. Sara. À. Mày ra đây nhá. Đang có một thằng dở hơi nó cảnh cáo anh mày này.
Nó bảo là phải tránh xa mày ra. À, ra đi. Nhanh. Anh là gì của sang? Quá. Là gì á? Mày đi mà hỏi nó. Trả tiền đi. Anh ta ở đâu? Cậu làm gì ông ấy rồi? Cậu chưa làm gì hết. Thế anh đi đâu? Đi rồi. Đi đâu đấy? Hỏi làm gì? Nếu phụ nữ lang nhanh như tôi thì có gì để nói với cậu? Tôi biết là lỗi của tôi rồi. Nhưng mà cũng tại chị không chịu giải thích cho tôi biết chị. Sao phải giải thích? Cần gì phải giải thích với thứ người dưng nước lã đầu óc ì trợ như cậu? Tôi xin lỗi. Tôi biết tất cả mọi chuyện là do tôi gây ra được chưa? Nhưng mà công chuyện cũng phải thông cảm đi. Với cái người nào mà yêu nhiều hơn thì phải ghen nhiều hơn. Mà một khi đã ghen rồi á thì đầu óc nó còn minh mẫn. Khi mà không còn gì để bấu víu ấy, tôi sẽ tự tìm ra một cách gì đấy để vỗ về bản thân mình. Có thể vì thế mà trời thương tôi, cho nên tôi vẫn sống tốt đến tận bây giờ. Tôi nghĩ mình cô đơn nên chỉ để ý đến nỗi đau của mình, quên mất là cũng thôi. Tôi không cô đơn. Có người yêu mà cô đơn gì? Sao ông đưa người yêu về ra mắt mẹ thì mẹ lại tưởng tôi là người yêu cô? Người yêu nào? Cái quả mà cứ gọi điện suốt ngày tiêu ta tiêu tít cái gì nữa, không phải người yêu à? Là anh Bằng. Tối nào anh ấy cũng gọi điện cho tôi rồi mới đi ngủ. Nhưng mà giờ không còn nữa rồi.